Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia một chương trình iGov từ trang của MarketCap. Mình nhận được 1.000 token có ký hiệu là CBSN nha các bạn. Thì token này nó đã có mặt trên của MarketCap với giá là 0.05 đô cho một token các bạn. Hiện tại không biết nó list sàn nào với các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả, các bạn đăng ký một cái tài khoản trên CoinMarketCap nha các bạn. Và sau khi các bạn đăng ký một cái tài khoản trên CoinMarketCap xong thì các bạn nhấp vào cái link form sự kiện đó các bạn. Thì các bạn login nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba dấu gạch, các bạn login các bạn. Vì mình đã login rồi các bạn. Rồi các bạn login rồi thì các bạn trở ra nha các bạn. Rồi, chương trình iGov này nó còn 5 ngày 20 giờ nó sẽ kết thúc các bạn. Rồi các bạn bấm chào soi iGov này các bạn. Thì những sự kiện từ CoinMarketCap thì chắc ăn 100% nữa các bạn. Thì dòng nhiệm vụ đầu tiên các bạn bấm sao cho nó các bạn. Các bạn like cho nó các bạn. Auto Wallet nè. Là các bạn đánh giá cho nó 1 sao đó các bạn. Rồi nhiệm vụ thứ hai thì các bạn join kênh Telegram channel của nó các bạn. Rồi trên trang CoinMarketCap thì các bạn join vào iGov nữa nè các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nha các bạn. Bạn mở link form hiện lên nè các bạn. Tiếp tục thì các bạn follow tờ Twitter và username nữa nè các bạn. Rồi trên tờ Twitter thì các bạn theo dõi và các bạn like và tờ tweet chứ username là BlockSwap nè các bạn. Vì cái tờ mạng của mình nó lag nên mình không thể nào follow được các bạn. Đây, hy vọng follow được. À, được rồi các bạn ơi. Rồi, mang lát mình follow sau nha các bạn. Rồi, các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn. Rồi, dòng thứ hai thì các bạn dùng địa chỉ Ethereum ETH nha các bạn. Trên di chúc wallet nha các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ di chúc wallet của mình ra nè. Trên di chúc wallet thì các bạn chọn vào cài đặt nè, các bạn chọn mạng ETH nha các bạn, Ethereum. Các bạn chọn ETH nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ ETH này nè các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nha các bạn. Các bạn dán sau đây nè. Rồi các bạn điền là địa chỉ tờ Twitter của tất cả các bạn đã retweet nha các bạn, đã theo dõi dự án. Dạ, mạng lát quá các bạn ơi. A cộng win VNNH9 các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền là username Telegram của tất cả các bạn đã cho anh sao nha các bạn. A cộng anh 1133 nha các bạn. Rồi các bạn bấm mở ra nha các bạn. Mở ra rồi bấm join iGov là xong rồi các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình iGov nhận 1.000 token có ký hiệu là gì quên luôn rồi. Mà đây mà quên quá. Có ký hiệu là CBSN nha các bạn. Đến đây cũng video mình đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.